đổ hoài bấy nhiêu nước mắt mẹ hiền, đêm ngày mong mong tìm con. Mưa rơi ngày nào ướt đôi vai gầy, bên mái xanh xa xiêu. Và chào tất cả các bác nhá. Vừa rồi bác nghe qua chất âm của bộ dàn ngày hôm nay đây. Thì ngày hôm nay em Đặng Tín Alo sẽ làm chương trình khuyến mãi cực kỳ sốc cho cuối năm này các bác. Em sẽ bán cho các bác 5 combo dàn karaoke gia đình này cực kỳ cao cấp này, với 5 thiết bị thang máy nhá. Và đôi loa full của B3 này với mức giá cực kỳ sốc. Và rồi em sẽ giới thiệu chi tiết cụ thể, vừa bác nghe qua chất âm nó thực sự quá tuyệt vời đúng không? Thì đây một bộ dàn rất là quen thuộc và đã nâng cấp lên nhá, đã nâng cấp lên và sẽ bán tri ân trong dịp cuối năm này. Rồi thì đầu tiên đây, vẫn là một đô la full máy B3 330, con này thực sự là tiếng rất là hay luôn. Nếu bác nào nó mua bộ dàn bên em có không lạ lẫm về đô la full 30 của B3 này rồi, phải nói tiếng rất là hay luôn. Một bát 30 một chép kèn nhá, à mới nguyên hộp luôn, con này bát rất là mềm luôn và tiếng tép rất là sáng. Ba hát gia đình một đô la này cực kỳ ok nhá. Rồi và tiếp tục đây, cho một chiêm ngưỡng nhá, cho tất cả bác cùng chiêm ngưỡng đây. Đây là 5 thiết bị dàn máy cực kỳ cao cấp của em Đặng Tín luôn. Đầu tiên là một chiếc đẩy hàng cao cấp, tất cả hàng mới hộp nhá, một chiếc đẩy cao cấp luôn. Thứ hai là một chiếc quản lý nguồn. Đối với các bác để ý xem, đối với bộ dàn em Đặng Tín ghép cho các bác ấy, thì em thường sẽ ghép cho các bác một chiếc quản lý nguồn này để có cắm thiết bị ở đây rất an toàn luôn, rất an toàn, tránh hiện tượng cháy nổ lên có nhá. Và tiếp theo là một chiếc vang kèm nòng xì của B3. Đây là một dòng vang huyền thoại bên em rồi, một chiếc vang kẹp nòng xì luôn. Con này chống hú rất là tốt và đặc biệt rất dễ chỉnh, cổng qua bố tốt đầy đủ. Và có thể thấy một cái dàn Equalizer rất là đẹp luôn nhá. Con này em chưa nói về chất âm vội, nhưng mà về cái độ đẹp của nó khi bác ghép bộ dàn này, nó quá là đẹp luôn. Một dàn vẩy Equalizer để nó kèm một chiếc nòng xì bên trong. Tiếp tục, trên là một chiếc lưng tiếng của B3, một chiếc máy lưng tiếng bản mới nhất nhá. Thì đây là bản lưng tiếng có đầy đủ cổng qua bố tốt FX66 Plus, bản này rất là hay luôn. Và trên cùng em đã nâng cấp cho có một bộ mic cực kỳ cao cấp cho thời điểm này luôn, là bộ mic BBS 898 Plus, một dòng mic cực kỳ hay của BBS luôn. Anh em nào đã mua cái dòng mic này bên em biết rồi, thực sự cái tiếng mic là quá là hay, đủ 3 giải luôn. Và đây 5 combo, sẽ có 5 bộ thôi, sẽ gồm 5 bộ đây, dàn máy 5 thiết bị dàn máy đây. Đấy, 5 thiết bị dàn máy một loa full 30 của B3 này em xin báo giá luôn cho tất cả các bác khuyến mãi rất sốc nha. Với combo này em gắn cho bác ngày hôm nay với mức giá cuối năm chỉ có 16.800.000. Em bao giá tốt nhất trên thị trường, chưa một đơn vị nào có thể là ghép cho bác combo này với giá 16.800.000 và lắp đặt tại nhà miễn phí trong bán kính 200 km, thoải mái các chưa. Các bác nhanh tay nhá, vì thực sự những combo này các bác đặt rất là nhanh luôn. 16.800.000 lắp đặt tại nhà các bác trong bán kính 200 km, đích thân là sẽ lắp tại các bác. Anh em đến dạy lưu giao lưu lắp đặt tại nhà các bác luôn. Đấy, em lắp qua nhà quắc rất nhiều rồi. 16.800.000 một combo 5 thớt vào đôi full 330. Và nghe cái chất âm thực sự là quá tuyệt vời luôn. Đấy, rồi bây giờ sẽ tiếp anh em cùng qua một tí nhạc nhá. Và bán rất là sâu luôn, mềm nhá. Bát của nó, con này rất là mềm nhá. Quá wow, đẹp đúng không bác? Và 5 thớt nhá. Một bộ 5 thớt cao cấp nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nơi rét lạnh từng cơn vẫn nghe hơi ấm êm đềm nhà mình tuy nghèo mà vui. Con đi bao năm xa cách mẹ cha, thấy chắc nơi chốn quê nhà mẹ già mong mong ngày đêm. Thương con bao đêm chắc chờ không thầm, đâu biết rằng bao giờ con sẽ ngày dài con vẫn ngàn xa, bao nhiêu giọt mưa bấy nhiêu giọt sầu, như mắt đầu đây tiếng cười con thơ. Đêm nay mưa đổ ngoài, đêm nay nước mắt